Mới đây, đội quản lý thị trường số 5 của Hà Nội phối hợp với phòng 7 cục cảnh sát môi trường tiến hành khám hai xe ô tô tải và phát hiện trên xe có 5 tấn mỹ phẩm lậu. Lực lượng chức năng đã phát hiện 400 thùng mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ trên hai xe ô tô, trị giá ước khoảng 3 tỷ đồng, số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, hàng hóa chưa xuất trình hóa đơn chứng từ kèm theo chứng minh hợp pháp. Tại thời điểm kiểm tra chưa xác định được chủ sở hữu của lô hàng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ hai phương tiện cùng toàn bộ số hàng chờ xử lý theo quy định của pháp luật.